Chúng tôi là Hải Bình và Kiều Trâm. Xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình tin tức buổi tối. Thưa quý vị, hôm nay là tối thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018. Và để mở đầu là những dòng sự kiện chính trong ngày, mời quý vị cùng theo dõi. Venezuela không được hoan nghênh tới dự hội nghị thượng đỉnh ở Peru. Nga cung cấp hệ thống hỏa tiễn S-400 để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Iran tới tham dự hội nghị thượng đỉnh về Syria. Nổ súng tại trụ sở YouTube, 3 người bị thương, 1 nữ nghi can bị thiệt mạng. Tổng thống Donald Trump dọa cắt viện trợ cho Trung Mỹ vì đoàn di dân 1.200 người. Và để mở đầu cho phần tin thế giới, xin mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên với Kiều Trâm. Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết Venezuela không được hoan nghênh tới tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Peru. Tân Bộ trưởng Ngoại giao Peru vào thứ Ba ngày 3 tháng 4 cho biết, Tổng thống Venezuela là Nicolas Maduro vẫn không được hoan nghênh đến dự hội nghị thượng đỉnh các quốc gia châu Mỹ vào tuần tới ở thủ đô Lima, thế theo quyết định trước đó của cựu lãnh đạo Pedro Pablo Kuczynski. Các vị nguyên thủ đến từ những quốc gia thuộc vùng Tây Bán Cầu và Hoa Kỳ đã lên kế hoạch công du sang thủ đô ở Peru để tham dự hội nghị thượng đỉnh Summit of the Americas, vốn được ấn định diễn ra trong suốt 2 ngày ngày 13 tháng 4 sắp tới đây. Chủ đề của hội nghị lần này xoay quanh việc bảo vệ dân chủ và đẩy lùi tình trạng tham nhũng đang hoành hành ở một số quốc gia. Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị ngoại trưởng của Peru, ông Néstor Popolizio đã nói rằng quyết định không mời nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro tới tham dự hội nghị là nhằm để gây áp lực yêu cầu chính quyền Caracas mau chóng tổ chức bầu cử một cách tự do và công bằng. Trước đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từng tuyên bố là sẽ vẫn góp mặt vào hội nghị Summit of the Americas, bất chấp sự không hoan nghênh của cựu lãnh đạo Peru là Pedro Pablo Kuczynski vào tháng 2. Thưa quý vị, Nga cung cấp hệ thống hỏa tiễn S-400 để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày thứ Ba 3 tháng 4 cho biết thỏa thuận cung cấp hệ thống hỏa tiễn S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng giữa Moscow và Ankara. Hãng thông tấn quốc gia IRA trước đó đưa tin Nga sẽ cung cấp 4 hệ thống hỏa tiễn đất đối không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, thở theo khoản hợp đồng trị giá 2.5 tỷ Mỹ Kim. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trả trước 45% số tiền, 55% còn lại sẽ được trả theo từng đợt, trong khuôn khổ của chính sách vay mượn từ phía chính quyền Moscow. Người đứng đầu cơ quan quốc phòng Nga Sergei Chemezov loan báo, đợt bàn giao đầu tiên sẽ được tiến hành vào tháng 3 năm 2010. Thỏa thuận mua bán quốc phòng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến một quốc gia Tây phương lo ngại vì Ankara đang là thành viên của liên minh NATO. Mối quan hệ giữa Moscow và NATO hiện đang không được tốt đẹp. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng, ngoài thỏa thuận hỏa tiễn S-400, quốc gia của ông và Nga còn hợp tác ở một số lĩnh vực quốc phòng khác. Tổng thống của Iran đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự hội nghị thượng đỉnh về Syria. Đương kim Tổng thống của Iran là Hassan Rouhani đã vừa đặt chân tới thủ đô Ankara vào thứ Ba ngày 3 tháng 4 nhằm tham gia vào cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ của cuộc hội nghị thượng đỉnh về Syria. Trong khi Nga và Iran là đồng minh thân thiết của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Thổ Nhĩ Kỳ lại đang hậu thuẫn cho nhóm phiến quân nổi dậy ôn hòa. Cuộc nội chiến tại Syria nay đã bước sang năm thứ bảy và hiện vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc do các bên tham chiến chưa tìm được tiếng nói chung. Bên cạnh đó, thì sự bành trướng của nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS đang khiến cho chiến cuộc ngày một leo thang vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Tổng thống Rouhani của Iran đã đả kích Hoa Kỳ và Israel liên quan tới vai trò của họ trong cuộc chiến tại Syria. Tổng cộng 500.000 người đã bị thiệt mạng và hơn một nửa dân số Syria lâm vào cảnh tứ cố vô thân kể từ năm 2011 cho đến nay. Thưa quý vị, Bộ Di trú Mỹ Tây Cơ sẵn sàng cung cấp visa cho những người nhập cư Trung Mỹ. Giới chức trách Mexico vào ngày thứ Ba 2 tháng 4 loan báo, họ đang bắt đầu cung cấp visa tạm thời cho những người nhập cư bất hợp pháp đến từ Trung Mỹ, trong bối cảnh có hơn 1.200 di dân lậu đang đổ xô về vùng biên giới Hoa Kỳ trong suốt vài ngày vừa qua. Cuộc hành trình vượt biên đầy gian nan nêu trên kéo dài hơn 2.000 dặm, bắt đầu từ thành phố Tapachula, vốn tọa lạc gần đường biên giới giáp ranh giữa Guatemala với Mỹ Tây Cơ. Nhiều người nhập cư đã bày tỏ mong muốn vượt biên vào lãnh thổ Hoa Kỳ,
bất chấp sự quay lưng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Một số người khác thì muốn ở lại Mỹ Tây Cơ xin tị nạn chính trị. Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội Twitter, ông Trump đã cảnh báo tình trạng an ninh trong khu vực biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico đang ngày một lỏng lẻo và giới lãnh đạo Mỹ Tây Cơ đã không có hết sức trong việc ngăn chặn dòng người nhập cư. Tai nạn hỏa xa tại Đức Quốc đã khiến hơn 30 người đã bị thương, hơn 30 người được cho là đã bị thương tích và 2 người trong số này hiện đang lâm vào tình trạng nguy kịch sau khi mà 2 đoàn tàu hỏa đi ngược chiều đã bất ngờ lao vào nhau tại thành phố Duisburg thuộc mạn Tây của Đức Quốc vào thứ Ba ngày 3 tháng 4. Lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết nhiều chiếc xe cứu thương và trực thăng đã được gọi tới đây đưa các nạn nhân vào bệnh viện để điều trị. Một số người khác đã được sơ cứu ngay tại chỗ và hiện không có báo cáo về số người bị tử vong. Tai nạn đã xảy ra bên dưới đường hầm vào khoảng 1 giờ 20 phút trưa theo giờ quốc tế, ngay ở sông Rơ. Một vài chiếc xe bus đã được phái tới đưa các hành khách đến nơi an toàn và đồng thời giúp ngăn chặn tình trạng kẹt xe trong giờ cao điểm. Nguyên nhân gây ra tai nạn hỏa xa này đang được giới chức trách tiến hành điều tra. Chuyển sang phần tin Á Châu, một thành phố tại Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ tràn dầu. Giới chức trách Indonesia đã vừa ban bố tình trạng khẩn cấp xung quanh một hải cảng trên đảo Borneo vào ngày thứ Ba 3 tháng 4, sau khi nơi này xảy ra một vụ tràn dầu nghiêm trọng, nối theo sau là một trận hỏa hoạn khiến cho ít nhất 4 người tử vong. Cơ quan giải quyết thiên tai cho biết họ đã dập tắt được đám cháy tại thành phố cảng Balikpapan, nhưng hiện đang gặp khó khăn trong việc dọn sạch khu vực bị loang dầu. Tai nạn bắt đầu xảy ra vào ngày thứ Bảy 31 tháng 3 tuần trước. Vùng biển bị tràn dầu nay đã lan rộng trên 12 km2. Người đứng đầu Ủy ban Môi trường thành phố Balikpapan nói rằng người dân sinh sống trong vùng nên thận trọng khi sử dụng nước và tránh gây nên hỏa hoạn trong sinh hoạt thường ngày. Thành phố Balikpapan thuộc tỉnh East Kalimantan là một khu vực giàu năng lượng và khoáng sản. Nơi này đặt một cơ sở nhà máy lọc dầu của công ty dầu hỏa quốc doanh Pertamina. Công ty này cũng đang nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân của vụ dầu tràn. Vừa rồi là phần tin Thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, Hải Bình và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.